Tổng thống Biden ra lệnh không kích ở Syria. Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine ngay bây giờ. Xuất khẩu lương thực của Ukraine gần bằng mức trước chiến tranh. Nữ ứng viên Thủ tướng Anh tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân. Hoàng Nguyên xin kính chào quý vị đang theo dõi mùa tin cập nhật ngày 24 tháng 8 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. vào ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh không kích nhằm vào các nhóm do Iran hậu thuẫn tại Syria. Động thái này đã diễn ra hơn một tuần sau khi khu vực gần căn cứ quân sự Syria có lính Mỹ đóng quân hứng loạt rocket. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom đã cho biết quân đội của nước này đã không kích nhằm vào các nhóm do Iran hậu thuẫn tại Deir Syria. Ông Joe Bushino, phát ngôn viên của Sencom thông tin. Các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi các nhóm có liên kết với lực lượng về bên cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Bushino đã nói thêm, theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, các lực lượng quân đội của Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích chính xác ở Deir Deirzor ở Syria. Các cuộc không kích này nhằm vào phòng thủ và bảo vệ các lực lượng Mỹ khỏi những cuộc tấn công như là cuộc tấn công vào ngày 15 tháng 8 nhằm vào nhân viên của Mỹ của các nhóm do Iran hậu thuẫn. Theo đài CNN cho biết, cuộc tấn công của ông Bushino đề cập ở trên là tại căn cứ Green Valley của Syria ở gần với biên giới với Iraq, song không gây thiệt hại đáng kể nào. Trong khi đó, Sencom gọi các cuộc không kích nói trên của quân đội Mỹ là hành động có chủ đích nhằm để hạn chế nguy cơ leo thang và tối thiểu hóa rủi ro thương vong. Tuyên bố về cuộc không kích vào ngày 23 tháng 8 của Mỹ đã không đề cập đến thông tin về thương vong, cũng như là chưa tiết lộ cuộc không kích này có được thực hiện bằng máy bay có người lái hay là không có người lái. Động thái nói trên của Mỹ cũng diễn ra trong bối cảnh Tehran thông báo sẽ từ bỏ bớt một số yêu sách để đổi lấy việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm B5-1. Một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ sớm phản hồi động thái nói trên của Tehran. Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv một lần nữa đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Ukraine nếu họ có thể, do lo ngại diễn biến phức tạp có thể xảy ra trong ngày độc lập của Ukraine vào ngày 24 tháng 8. Theo Reuters đưa tin, vào ngày 23 tháng 8, trích dẫn thông báo của Đại sứ quán Mỹ đã đăng tải trên website rằng Bộ Ngoại giao có thông tin cho rằng Nga đang đẩy mạnh nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và cơ sở chính phủ của Ukraine trong những ngày tới. Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine ngay bây giờ bằng cách sử dụng những phương tiện giao thông mặt đất từ nhân sẵn có, nếu an toàn để làm như vậy, Trước đó, chính quyền Kyiv đã quyết định cấm tổ chức lại kỷ niệm ngày độc lập 24 tháng 8 công khai ở thủ đô, với lý do là các mối đe dọa tấn công ngày càng cao. Trong một diễn biến khác, các quan chức Mỹ đã phát biểu với hãng tin AP rằng một gói viện trợ quân sự mới mà Mỹ dành cho Ukraine dự kiến sẽ được công bố trong ngày 24 tháng 8, cũng là ngày mà cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 6 tháng. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp cho trang bị thêm cho Ukraine ba loại máy bay không người lái, bao gồm Puma nhỏ phóng bằng tay, máy bay không người lái giám sát Scan Eagle, hệ thống máy bay không người lái Venpure của Anh cùng với các vũ khí đạn dược thiết bị khác có thể chưa xuất hiện trên chiến trường trong vòng 1 đến 2 năm. Tổng gói viện trợ đang được cung cấp trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine và là gói viện trợ lớn nhất cho đến nay. Có thể thay đổi một chút trong một số một chiều, nhưng không nhiều, các quan chức đã nói thêm. Dự tính khoản viện trợ này sẽ lên tới là 3 tỷ đô la Mỹ, bao gồm chi phí huấn luyện cho các lực lượng chiến đấu của Ukraine. Xuất khẩu nông sản của Ukraine đang trên đà đạt 4 triệu tấn trong tháng 8 này, gần bằng mức 5 triệu tấn trước khi xảy ra xung đột với Nga. Giá lương thực và nhiều mặt hàng khác trên thế giới được kỳ vọng sẽ giảm trước tín hiệu tích cực này. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì, ngô, lúa mạch và dầu hướng dương lớn nhất thế giới, với tổng khối lượng đạt là 5 triệu tấn trước tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu đã bắt đầu nhỏ giọt khi xung đột với Nga bùng nổ, góp phần làm tăng đột biến giá lương thực toàn cầu bên cạnh lạm phát. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói với hãng thông tấn AFP vào ngày 24 tháng 8 rằng, nhờ hợp tác quốc tế sâu rộng, Ukraine đang trên đà xuất khẩu tới 4 triệu tấn nông sản trong tháng 8. Vào hồi tháng 7, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận giúp nối lại việc xuất khẩu lương thực qua Biển Đen sau nhiều tháng ách tắc vì chiến sự. Là một phần của thỏa thuận, Nga cũng sẽ được bảo đảm để xuất khẩu thực phẩm và phân bón mà không phải chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Theo lý giải của Liên Hợp Quốc, thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu nông sản trong năm tới nếu xuất khẩu phân bón của Nga bị gián đoạn. Theo quan chức của Mỹ cho biết, có hơn 720.000 tấn ngũ cốc được chở trên 33 tàu đã rời khỏi Ukraine trong vài tuần qua. Giới chức Kiev đang kỳ vọng sẽ mở rộng tuyến vận tải an toàn trên Biển Đen, song vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Cũng theo quan chức Mỹ cho biết, phần lớn là xuất khẩu nông sản hiện nay của Ukraine chủ yếu là diễn ra trên bộ. Thưa quý vị, theo đài RT, ứng viên Thủ tướng Anh Liz Truss vào ngày 23 tháng 8 tuyên bố, bà cảm thấy đã sẵn sàng để sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần, khẳng định việc đưa ra quyết định như thế là nhiệm vụ quan trọng của thủ tướng. Bà Bruce, được cho là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ của Anh đã đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện tranh cử tại Birmingham. Bà Bruce đã không nói rõ là Anh có thể được thuyết phục sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại quốc gia nào. Bà Bruce đã đưa ra nhiều luận điệu diều hâu trong chiến dịch tranh cử, chủ yếu là nhắm vào nga. Bà cũng đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP vào cuối thập niên này. Ngoại trưởng Truss cũng như là đối thủ còn lại duy nhất của bà trong cuộc đua nói trên là cựu bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak, đều đổ lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình trạng ảm đạm của nền kinh tế Anh. Theo tạp chí Politico, tính đến ngày 23 tháng 8, bà Truss đã dẫn trước ông Sunak là 26 điểm. Bất kể ai chiến thắng sẽ thay ông Boris Johnson làm thủ tướng Anh trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau 2 năm rưỡi áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn Covid-19, Trung Quốc đã bắt đầu cho sinh viên nước ngoài quay lại, một bước quan trọng trong việc mở cửa biên giới. Theo South China Morning Post đã dẫn lại thông báo trên trang web của một số đại sứ quán Trung Quốc, cho biết từ ngày 24 tháng 8, công dân nước ngoài có giấy phép cư trú hợp lệ cho mục đích học tập có thể nhập cảnh vào nước này. Những học sinh mới được các trường đại học Trung Quốc nhận vào cũng có thể xin thị thực. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Nhật Bản và Anh nằm trong số những phái bộ ngoại giao Trung Quốc thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xin thị thực của sinh viên nước ngoài. Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta, Indonesia lưu ý rằng thông báo mới không chỉ là áp dụng cho người Indonesia. Công dân của các nước thứ ba cũng có thể nộp đơn xin thị thực du học tại cơ quan này. Tuy nhiên, việc nới lỏng biên giới chỉ áp dụng cho những sinh viên tham gia nghiên cứu học thuật dài hạn và không áp dụng cho những sinh viên đang theo học đào tạo nghề ngắn hạn, theo Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông. Dù vậy, quyết định này là một bước tiến quan trọng của Trung Quốc cho việc mở cửa trở lại đất nước. Chính sách Zero Covid của Bắc Kinh cũng đã khiến cho nhiều sinh viên quốc tế phải sờ khỏi Trung Quốc. Chỉ những sinh viên Hàn Quốc, đất nước có số sinh viên nước ngoài đông nhất ở Trung Quốc, được phép ở lại vào tháng 7 năm 2020, theo các thỏa thuận đặc biệt. Song Trung Quốc vẫn đang đóng cửa với khách du lịch nước ngoài. Thưa quý vị, Bệnh viện ca Trung ương là một trong bốn bệnh viện cả nước được giao thí điểm tự chủ toàn diện, theo nghị quyết 33 nhóm 1. Tuy nhiên, đến nay chỉ có Bệnh viện Bạch Mai và ca thực hiện tự chủ toàn diện theo nghị quyết 33. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc Bệnh viện ca cho biết, sau 2 năm thực hiện tự chủ toàn diện, bệnh viện này đã gặp nhiều khó khăn. Do đó, mong muốn của bệnh viện là được chuyển sang thực hiện tự chủ theo nhóm 2 ở Nghị định 60. Theo ông Quảng cho biết, dù thực hiện tự chủ tài chính toàn diện, nhưng bệnh viện không được tự quyết về giá mà vẫn phải theo khung giá chung. Giá dịch vụ theo yêu cầu cũng phải tính theo khung giá, nhưng đến nay thì Bộ Y tế chưa ban hành khung giá này. Theo quy định, bệnh viện được đầu tư nhưng quan trọng là chưa có nguồn vốn để đầu tư. Giáo sư quản cho biết về lý thuyết, việc tự chủ có nhiều ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động. Tuy nhiên, mỗi ngành nghề có đặc thù riêng, đặc biệt là ngành y, việc tự chủ toàn diện sẽ chưa phù hợp tại thời điểm hiện nay mà cần có lộ trình. Nếu tự chủ toàn diện, thì phải có nguồn thu mà thu từ người bệnh thì sẽ rất khó khăn cho họ. Lãnh đạo bệnh viện ca cho biết trong 2 năm thực hiện tự chủ toàn diện, bệnh viện chưa mua thêm được hệ thống máy móc trong chẩn đoán và điều trị. Tương tự như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện K cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu thí điểm cùng lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Bệnh viện bị phong tỏa cùng với số lượng người bệnh, đến khám bệnh đã giảm mạnh do dịch bệnh. Nguồn thu sụp giảm từ 35 đến 40%, tương đương với khoảng 1.300 tỷ đồng. Vào ngày 24 tháng 8, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trên địa bàn huyện Con Plong, Con Tâm, liên tục xảy ra 12 trận động đất trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Trong đó có một trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay là 4,7 độ Richter. Trong đó, chỉ trong ngày 23 tháng 8, trên địa bàn huyện Con đã xảy ra 11 trận động đất. Cụ thể, các trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,7 độ Richter. Đặc biệt, trong trận động đất xảy ra vào khoảng 14 giờ 8 phút, có độ lớn là 4,7 độ Richter. Xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.768 độ Vĩ Bắc, 108.209 độ Kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng là 8,2 km, cấp độ rối so thiên tai cấp 1. Đây được xem là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay tại Con Tâm đến sáng ngày 24 tháng 8, vào lúc 1 giờ 21 phút, lại tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn từ 2,5 độ richter, độ sâu chứng tiêu khoảng là 8,1 km. Hiện tại các ngành chức năng tỉnh Con Tâm đã và đang rà soát, thống kê thiệt hại nếu có, để có phương án hỗ trợ cho người dân. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Con Tâm đã ghi nhận hàng trăm trận động đất. Đặc biệt, thời gian vừa qua những trận động đất có cường độ mạnh hơn. Trong đó, vào ngày 15 tháng 4 đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter. Vào ngày 18 tháng 4 có cường độ là 4,5 độ Richter. Vào ngày 23 tháng 8 là 4,7 độ Richter. Trao đổi với báo Thanh Niên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, chuyên gia địa chấn, Viện Vật lý Địa lý Địa cầu cho biết, hàng loạt trận động đất vừa qua tại Con Tâm là động đất kích thích. Theo ông Phương cho biết, ở vùng này có một công trình thủy điện khi áp lực của hồ chứa đã nén xuống sẽ tạo ra sự bất ổn định, cộng thêm những đứt gãy nhỏ ở địa phương sẽ phát sinh ra những trận động đất nhỏ. Theo ông Phương cho biết, động đất kích thích có đặc điểm là không mạnh. Như trận mạnh nhất xảy ra ở con tâm vừa rồi là 4,7 độ Richter, còn lại chỉ có độ lớn từ 2,5 đến 3,5 độ Richter. Đây hoàn toàn phù hợp với động đất kích thích. Các nhà khoa học đã tìm hiểu và đã xác định nguyên nhân liên quan. Tuy nhiên, để dự báo được hoặc là phòng chống động đất hiệu quả, thì cần phải có nhiều trạm quan sát động đất ở địa phương. Theo ông Phương cho biết, tỉnh Con Tâm đã đề nghị các nhà máy thủy điện phải đầu tư xây dựng 5 trạm quan sát động đất xung quanh khu vực hồ chứa. Như vậy sẽ giúp được cho các nhà khoa học có được dữ liệu đầy đủ hơn để có thể nghiên cứu hiện tượng động đất kích thích tốt hơn, phục vụ cho địa phương. Ông còn nói thêm rằng, Nhiệm vụ trước mắt là địa phương cần đầu tư phương tiện, công cụ để ghi nhận số liệu động đất đầy đủ hơn. Bởi vì nếu không có nhiều trạm quan trắc thì sẽ bỏ sót, không có số liệu để có thể tính toán, dự báo được xu thế phát triển của dự chấn, động đất tại địa phương. Cũng theo ông Phương cho biết, động đất có độ lớn từ 4,5 đến 4,7 độ Richter là rất đáng lo ngại. Nó không chỉ gây hoảng loạn do rung chấn, kèm theo tiếng nổ lớn mà các tỉnh xung quanh cũng cảm nhận được. Ngoài ra, nó còn gây ra những thiệt hại về các công trình xây dựng. Tuy nhiên, có tính hủy diệt, nhưng nó có thể gây tổn thương đến tài sản và có thể là tính mạng của người dân. Cần phải quan tâm, cảnh giác đối với những trận động đất thế này. Kính thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong vòng ngày nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.